Thái Lan được xem là một trong số các quốc gia Đông Nam Á có nền điện ảnh phát triển bậc nhất, đã và đang tạo được tiếng vang lớn với sự đa dạng của nhiều thể loại hấp dẫn mới lạ. Vốn nổi tiếng với những bộ phim ma kinh dị hay tình cảm lãng mạn hài hước, điện ảnh Thái Lan cũng không thiếu những bộ phim khiêu dâm táo bạo. Điển hình là Zandara, một trong những tựa phim cấp 3 nổi tiếng của điện ảnh Thái Lan, với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng, ra mắt lần đầu tiên từ năm 2001, do Nonji Nimibucher làm đạo diễn và đồng biên kịch, với sự đồng hành của nữ diễn viên điện ảnh Hồng Kông Chitty Chung. Câu chuyện xảy ra tại Thái Lan vào những năm 30. Zandara, một cậu bé kém may mắn ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Cậu chào đời cũng là lúc mẹ cậu qua đời vì kiệt sức. Cha cậu Khun Luông, một ông chủ giàu có, bạo tàn, đã dồn mọi tội lỗi ấy lên đầu Gian và cậu bị xem như cái gai trong mắt ông. Gian bị chính cha mình hành hạ đủ điều ngay từ bé bằng những hình phạt khắc nghiệt nhất. Cậu bé lầm lũi lớn lên trong sự hắt hủi, những trận đòn đau tóe máu. Niềm an ủi lớn nhất của Gian là cậu còn nhận được tình thương yêu của dì Watt, em gái mẹ cậu, và cũng là vợ sau của cha cậu. Dì Watt thương Gian bằng tất cả sự bao dung, ấm áp. Dì Watt và Khun Luông có thêm một đứa con gái, và cô bé kêu này cũng xem Gian như kẻ thù, do bị cha nhồi nhét nhiều điều tồi tệ về Gian ngay từ bé. Trong khi đó, dì Watt phẫn nộ về tính cách thối nát của con gái mình, và thay vào đó đối xử với Gian một cách trìu mến như con ruột. Thời gian dần trôi qua, và Gian lờ mờ nhận ra nguyên nhân sự khắc nghiệt của người cha, rằng cậu không phải là con ruột của ông. Đến tuổi thiếu niên, Gian kết bạn với Ken, con trai của một đầu bếp của gia đình, người đã bắt đầu mối quan hệ bí mật với Sai Soi, bảo mẫu của Kêu. Ken giới thiệu anh ta quan hệ tình dục bằng cách bắt anh ta mất trinh với Sai Soi. Anh ấy cũng yêu và theo đuổi Hyacin, một học sinh mà anh ấy đã gặp và sau đó hộ tống cô ấy về nhà hàng ngày sau khi cô ấy học xong. Tình nhân lâu năm của Khun Luông, một phụ nữ gợi cảm hấp dẫn tên là Buôn Luông, chuyển đến một nhà khách trong khuôn viên. Cô ấy có một lòng trắc ẩn với Gian một cách đáng ngạc nhiên. Và cuối cùng, cô ấy và Gian bắt đầu một mối quan hệ tình ái. Tuy nhiên cuộc tình của anh ấy khiến anh ấy do dự trong việc theo đuổi mối quan hệ với Hyacin. Và anh ấy đã viết cho cô ấy một lá thư chia tay. Cuối cùng, Gian quyết định đứng lên chống lại chính cha mình và sẵn sàng rời khỏi nhà. Khi anh thu dọn đồ đạc để rời đi, dì Watt tiết lộ với anh rằng anh đã được thụ thai sau khi mẹ anh bị cưỡng hiếp tập thể bởi bạn trai sau đó của Watt và bạn bè của anh ta, khiến không thể biết ai là cha ruột của Gian. Bộ phim Zandara mang tới cho người xem những câu chuyện gia đình về mối quan hệ con chồng mẹ kế, khắc họa những mảnh đời, những số phận một cách gần gũi và chân thực nhất. Mặc dù vậy, ở Thái Lan, bộ phim đã gây tranh cãi vì những cảnh sách của nó đã vượt quá giới hạn kiểm duyệt của đạo luật phim năm 1930. Giống như lớp trên lớp năm 1982, Zandara cũng tạo ra một cảm giác kinh dị đen tối khi để những diễn viên trẻ em tham gia vào những tình tiết chứa đầy căng thẳng tình dục cao độ, sự sa đọa và suy đồi đạo đức, và chắc chắn không dành cho những người nhiệt thành, bảo thủ và tôn giáo. Bộ phim này được kể như một câu chuyện tường thuật và khám phá những phong tục, điều cấm kỵ và truyền thống mà nhiều xã hội còn để lại. Khi đi sâu hơn vào bộ phim, chúng ta bắt đầu hiểu được những áp lực mà Gian phải đối mặt và hậu quả của những hành động của anh ta. Ban đầu, Gian ghét và hận cha mình vì Khun Luông là một kẻ nghiện tình dục, đã quan hệ tình dục với rất nhiều phụ nữ trong gia đình anh ta, bao gồm cả dì Watt, người mà Gian vẫn thường xuyên tiếp xúc. Gian trở nên ghen tuông từ khi anh nảy sinh tình cảm với dì của mình. Nhưng khi Gian trở thành người cai quản mới của gia đình và bốc đồng quan hệ tình dục với một trong những người giúp việc của gia đình, ngay trước bức chân dung của mẹ anh ta, ngay trong ngày cưới của anh ta với Kêu, anh ta chợt nhận ra rằng bản thân anh ta cũng không khác gì người cha của anh trước đây. Thật sự mà nói, đây là một bộ phim khá sốc, thấm đẫm sự nhục dục, loạn luân và đồng tính nữ. Hai nhân vật mẹ kế thật sự gây ấn tượng. Charanpura hấp dẫn nhưng thể hiện trái tim của cô ấy nhiều hơn là chỉ đơn thuần là bộ ngực của cô ấy. Chitty Chung thật ngoạn mục
và trong khi bạn nhìn thấy cô ấy trong sự táo bạo, thì màn dạo đầu thực sự bằng hình ảnh và chủ đề thậm chí còn kích thích hơn. Nếu bạn không bị quấy rầy bởi những mối quan hệ tình dục phức tạp trong bộ phim này, thì đây là một bộ phim rất thú vị. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.